Thưa quý vị, đến với Quảng Trị, một trong những điều thu hút nhiều du khách chính là hệ thống các di tích lịch sử trong kháng chiến. Nào là địa đạo Vĩnh Mốc, thành cổ Quảng Trị, hay là di tích thành cổ Vĩnh Linh, di tích cây cầu lịch sử nối đôi bờ Hiền Lương và sông Bến Hải. Mới đây nhất thì đảo Cồn Cỏ cách bờ biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị khoảng 30 cây số cũng là một điểm đến được rất là nhiều du khách yêu thích. Và cho đến hôm nay, đảo Cồn Cỏ đã hai lần vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và đây cũng là một trong những cái địa điểm mà chúng tôi sẽ chọn cho điểm đến trong tuần lần này. Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đài VOH, kênh radio phủ sóng khắp các tỉnh thành cả nước. Radio VOH online toàn cầu qua website và ứng dụng di động thông minh. Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đài VOH, kênh radio đáng nghe, tích hợp đa phương tiện. Điểm đến trong tuần. Thưa quý vị, Cồn Cỏ là điểm đến mới được chính thức đưa vào khai thác du lịch từ khoảng đầu năm nay. Và cụ thể từ ngày 21 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho phép phối hợp với Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị mở tuyến du lịch đầu tiên ra đảo Cồn Cỏ. Cồn Cỏ là một huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Trị, cách bờ biển khoảng 30 km, đã có diện tích khoảng 220 ha, nổi tiếng với hệ sinh thái rừng và biển đẹp, đa dạng phong phú, giàu tiềm năng du lịch. Hệ sinh thái rừng 3 tầng trên đảo là hệ sinh thái rừng hiếm có của đảo núi lửa ở Việt Nam. Bên cạnh đó, rạn san hô ở đây cũng được đánh giá tốt vì độ phủ, đa dạng về thành phần và còn tương đối nguyên dạng chỉ sau đảo Phú Quốc, Kiên Giang, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu và Hòn Mun, Khánh Hòa. Về sức hút của cảnh quan ở Cồn Cỏ, ông Lê Quang Lanh, bí thư huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị nói. Có thể nói rằng là Cồn Cỏ là một hòn đảo rất đa dạng về sinh học và có thể nói có một môi trường tự nhiên còn hoang sơ và có nhiều khả năng để khai thác. Trên đảo ấy, diện tích rừng chiếm đến 74% và có rất nhiều cụm rừng rất là đẹp và có những cây rất là đặc hữu của đảo Cồn Cỏ, ví dụ như cây bằng vuông, cây phong ba và những cái loài cây thuộc quý mà ở chỉ có trên đảo, trên nền san hô mới có, như là dừa dại, cây dâu dâu chẳng hạn. Và đây là một cái cơ sở để rồi mà chúng tôi phát triển cái du lịch sinh thái rừng, đi những con đường dạo trong rừng, đi nghiên cứu về những loài gỗ và những cái nguồn gen đang còn quý hiếm. Quý vị thân mến, vào năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có quyết định thành lập khu bảo tồn biển Cồn Cỏ với tổng diện tích là trên 4.500 ha theo loại hình bảo tồn loài sinh vật cảnh, gồm hệ sinh thái rạn san hô và các loài động thực vật biển quý hiếm. Đảo Cồn Cỏ nằm ở phía đông của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và cách ngang vĩ tuyến 17, cách đất liền như chúng tôi đã nói là 30 cây số. Do nằm ở vị trí trọng yếu cho nên là Cồn Cỏ được xem là vòng gác tiền tiêu của đất liền. Nơi đây cũng được đánh giá là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có ở miền Trung với hệ sinh thái phong phú, giàu tiềm năng du lịch. Ông Nguyễn Hoài Nam, giám đốc ban quản lý dự án bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cho biết thêm. Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cũng đã được hình thành. Đây là một cái vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn cũng như bảo vệ cái hệ đa dạng sinh học, đặc biệt là bảo vệ được cái hệ sinh thái rạn san hô hiếm của vùng đảo. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường để công tác bảo vệ các cái hệ thống nguồn lợi biển, góp phần vào việc xây dựng các cái chiến lược kinh tế biển của Việt Nam nói chung cũng như vùng quần đảo Cồn Cỏ, trong đó có việc tăng cường việc khai thác nguồn lợi thủy sản cũng như là phát triển các cái hoạt động về du lịch cũng như là vấn đề về an ninh quốc phòng. Theo kinh nghiệm của những người dân địa phương thì bạn nên đến đảo Cồn Cỏ vào khoảng tầm tháng 4 cho đến tháng 6. Đây là thời gian thích hợp nhất và đẹp nhất để du lịch đảo Cồn Cỏ. Vì lúc này thời tiết rất đẹp, nắng vàng, biển xanh, sóng lặng và êm, cực kỳ thuận lợi cho các kế hoạch tham quan khám phá Cồn Cỏ của bạn. Tất cả những giá trị biển đảo, tài nguyên sinh vật biển đều hiện ra mộng một khi bạn lặng ngắm trong lòng đại dương, trải lòng mình với những rạn san hô muôn màu sắc cùng những sinh vật biển lạ mắt. Nếu bạn muốn đi vào thời điểm khác cũng được, nhưng mà trước khi đi cần phải theo dõi tình hình thời tiết trên đảo, đồng thời liên hệ trước với tàu để xem họ có chạy hay không. Bởi đảo cách đất liền khoảng 2 tiếng đi tàu nên nếu trời không đẹp, biển động và có mưa, tàu sẽ không chạy. Ông Lê Minh Lợi, một ngư dân ở đảo Cồn Cỏ, nói. Bên đảo đấy thì chỗ nào cũng
có lăn tới cả đó, sấu có, can cũng có. Đặc biệt là vùng này là dạng rạn san hô, đảo Cồn Cỏ này là nhiều chỗ là rất đẹp. Có loài là san hô đỏ, san hô đen, rồi có loài là tương gương, gọi là loài xương sông. Dạng san hô là mỗi nơi một khác. Nhưng chỗ mà dòng nước chảy á, san hô đẹp á, đảo Cồn Cỏ này, về cua thì nhiều thứ cua. Thưa quý vị, với việc Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị đã cho phép mở tour chính thức đến đảo Cồn Cỏ vừa qua thì du khách khi mà đến Cồn Cỏ sẽ được tham quan phòng truyền thống này, nơi lưu giữ những kỷ vật tái hiện lại lịch sử của quân và dân huyện đảo trong suốt 55 năm qua. Viếng đài tưởng niệm đồi 37, nơi tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo. Tham quan bãi bến nghè Mõm Hổ với hoạt động như là tắm biển, lặn biển ngắm san hô, tham quan rừng nguyên sinh trên đảo, ngọn hải đăng và thưởng thức các món ăn do chính ngư dân trên đảo chế biến. Và trao đổi với chúng tôi thì ông Lê Quang Lanh, bí thư huyện đảo Cồn Cỏ cho biết thêm. Bảo tồn và bảo vệ cái tài nguyên môi trường trên đảo thì chúng tôi xác định là một cái nhiệm vụ rất là cần thiết. Nó tạo tiền đề cho cái phát triển du lịch. Chính vì vậy mà trên bờ thì chúng tôi có quy chế bảo vệ tài nguyên môi trường với những cái động thái rất đơn giản thôi, tức là ví dụ không dùng củi để đun bếp, hoặc là như các bạn biết là con cua đá là nó đã đi vào văn hóa của Cồn Cỏ thì chúng tôi có những biện pháp hạn chế cái việc săn bắt và sử dụng, rồi không được chặt cây ấy này khác, hoặc là khi một cây mà mất đi thì phải trồng lại một cây. Thì đó là trên bờ để đảm bảo cái môi trường sinh thái, ít nhất là phải 70% diện tích rừng khi mà phát triển mật độ cao nhất. Cái thứ hai, trên biển thì chúng tôi quy hoạch 4.500 hecta bảo tồn, thì trong đó có chia ra 3 khu: khu bảo tồn nghiêm ngặt, khu khai thác và khu phát triển. Và chúng tôi đã có những biện pháp như dùng phao, rồi thông báo rộng rãi và tổ chức cái việc tuần tra để rồi mà nhắc nhở cái việc vi phạm, để rồi cái san hô nó phát triển, rồi các loài rong biển nó phát triển thì cá sẽ đến với đảo. Đi thế nào để mà đến được đảo Cồn Cỏ thì có lẽ đây là một câu hỏi mà Như Quỳnh nghĩ là sẽ có rất nhiều thính giả đang đặt ra khi mà nghe chương trình này, phải không Hữu Nghị? Đúng rồi, tại vì người ta muốn biết con đường nó đến như thế nào để mà có thuận lợi hay không, để mà họ vạch ra kế hoạch cho mình. Vậy thì Như Quỳnh sẽ chia sẻ ngay sau đây. Thưa quý vị, đảo Cồn Cỏ cách biển Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị là gần 30 km. Do đó để đến được Cồn Cỏ thì quý vị phải di chuyển đến Quảng Trị cái đã. Và để đến được Quảng Trị thì quý vị có thể đi máy bay nè, tàu hỏa hoặc là ô tô khách. Nhưng mà dù đi bằng phương tiện nào thì điểm dừng của quý vị cũng là thành phố Đông Hà, Quảng Trị thôi. Và bắt đầu từ Đông Hà thì quý vị có thể đi xe ôm, taxi hoặc là xe buýt để ra biển Cửa Tùng đón tàu ra Cồn Cỏ. Một kinh nghiệm du lịch bụi phượt Cồn Cỏ giá rẻ và an toàn mà quý vị phải nhớ khi đi xe ở Đông Hà đó là phải thỏa thuận giá trước cái đã. Mà nếu đi taxi thì phải yêu cầu là có đồng hồ tính tiền quý vị nha, và kiểm tra xem là cái đồng hồ đó có chạy hay là không. Giá xe ôm từ Đông Hà ra Cửa Tùng là khoảng 140.000 đồng, còn nếu quý vị đi taxi thì giá là 300.000 đồng. Vâng, quá là hợp lý ha. Tuy nhiên với sự cho phép mà khi đã được mở tour ra đảo Cồn Cỏ thì theo thông tin mà đơn vị tổ chức cho chúng tôi biết thì mỗi tuần sẽ có 3 chuyến tàu công vụ đưa du khách ra đảo. Sau đó nếu thuận lợi thì công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị sẽ mở thêm mỗi ngày một chuyến, và mỗi chuyến sẽ có từ 10 đến 30 khách. Tour du lịch đảo Cồn Cỏ có thời gian là 2 ngày 1 đêm, với giá hiện tại là 2 triệu đồng một khách. Riêng người dân tỉnh Quảng Trị thì được hưởng mức ưu đãi rất là hấp dẫn, 1,5 triệu đồng một khách thôi. Và trong trường hợp du khách muốn ra đảo Cồn Cỏ vào ngày không có tàu hoạt động thì du khách có thể chọn cách ra biển Cửa Tùng rồi thuê tàu đánh cá của người dân để chủ động đi về. Nếu đi đoàn nhỏ thì khoảng 10 người trở xuống, giá là 3 triệu đồng một chuyến, bao gồm cả khứ hồi. Còn nếu đi đông thì khoảng 6 triệu đồng một chuyến, bao gồm cả khứ hồi. Khi mà ra đến đảo này thì có những điểm du lịch nào hấp dẫn ha? Ở đây thì có thể kể đến như là hải đăng Cồn Cỏ nè, rồi bãi Tranh hay là bãi Sông Hương, rồi bến Ông Nghè, Mõm Hổ, hồ Cũ Lạc. Ngoài ra thì có những nơi cũng hết sức là tâm linh để chúng ta có thể thắp nén hương tưởng nhớ những người đã khuất, như là nghĩa trang Quyện hoặc là một số đồng cũ của quân dân ta thời chiến chẳng hạn. Đúng rồi. Đặc biệt là nếu muốn tắm biển thì du khách nên tới bãi Sông Hương. Bãi này thì rất đẹp quý vị ạ, có nền cát trắng với nước biển rất là trong. Vâng thưa quý vị, ngoài tắm biển, tham quan câu cá, đi bộ hay là khám phá rừng nguyên sinh cũng là một trong những hoạt động khá là hấp dẫn mà du khách có thể tham gia và tìm hiểu rõ hơn về những cái thắng cảnh của đảo Cồn Cỏ. Hay là chúng ta cũng có thể là lặn biển và ngắm san hô, hay là vớt rong nho để ăn. Rong nho đó Quỳnh. Nhã Quỳnh mới nghe lần đầu.
Vâng, và có thể nói Cồn Cỏ là một trong những địa điểm du lịch có vị trí ngắm san hô gần bờ rất là đẹp. Vì vậy mà du khách không nên bỏ qua hoạt động này, quý vị nhé. Và thông tin đầu tiên mà những người làm chương trình muốn gửi đến quý vị là mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết là ngày 11 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Ủy ban Nhân dân Quảng Ninh tổ chức thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái giữa hai thành phố Móng Cái Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Thời gian thí điểm kéo dài 1 năm. Phương án cấp phép hoạt động xe ô tô du lịch Trung Quốc tự lái hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái sẽ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh trao đổi và thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết mỗi bên sẽ chỉ định một doanh nghiệp du lịch đứng ra làm đầu mối khai thác hoạt động của loại hình xe du lịch tự lái và làm thủ tục cho các phương tiện của Việt Nam và Trung Quốc khi qua lại cửa khẩu. Về phía Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Hồng Gai là đầu mối thí điểm thực hiện. Phía Trung Quốc là Công ty Du lịch Quốc tế Vận Đức Quảng Tây. Xe du lịch tự lái là loại phương tiện cá nhân có từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Xe du lịch tự lái phải đi theo đoàn, chỉ được hoạt động trong phạm vi thành phố Móng Cái, Việt Nam. Tại thành phố Đông Hưng, phạm vi hoạt động do Trung Quốc quy định. Xe du lịch tự lái phải chấp hành luật giao thông đường bộ Việt Nam. Xe du lịch vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.